Công ty xuất nhập khẩu máy nông nghiệp Bình Hỷ xin chào tất cả các bạn. Trong video này là đang tiến hành bàn giao cái dàn số Sentiment RT6 về cho một anh khách ở Vĩnh Long. Về cái dàn số Sentiment RT6 này có thông số kỹ thuật, có chiều dài của nó là 2m, chính xác của nó là 2026mm và chiều dài bông sới của nó là 1881mm. Và cái dàn số này đó có cái cao độ nặng là 350kg, phù hợp cho các dòng máy kéo có công suất từ 45 cho tới 60 mã lực, ví dụ như là Kubota L5018. Về cái bông sới của cái dàn sới Sentiment này đó, là bông sới hỗn hợp, nhưng mà để tối ưu là dùng cho việc sới nước, để tối ưu dùng cho việc sới nước. Nhưng mà đối với cái vùng đất mềm hoặc là không quá cứng á, thì cái dàn sới này cũng có thể sử dụng cho cái việc sới khô. Còn đối với những vùng đất cát hoặc là đất cứng, đất đá sỏi á, thì cái dàn sới này khuyến khích không nên sử dụng vì nó sẽ làm mài mòn cái răng sới. Và hiện tại cái dàn sới Sentiment này được công ty xuất nhập khẩu máy nông nghiệp Bình Hiển nhập khẩu chính hãng 100% từ Ấn Độ. Ngoài ra bên phía công ty xuất nhập khẩu máy nông nghiệp Bình Hiển còn kinh doanh những dòng máy mới hoặc là những dòng máy qua sử dụng, giống như là M7040, Kubota M7040 hoặc là John Deere 5055 E, hoặc là Kubota M6040 và các nông cụ như là dàn sới, dàn cày. Đặc biệt đối với dàn sới Sentiment này thì nó có đầy đủ các chiều dài, giống như là 1m8, 2m, 2m2, phù hợp cho tất cả các dòng máy kéo từ nhỏ cho tới lớn. Tại Việt Nam, anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các số điện thoại trên màn hình, hoặc có thể đến trực tiếp tại công ty. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn những cái chiếc máy mà phù hợp nhất với nhu cầu của từng người.